ngày cắm mặt xuống đất mãi thì không thấy chán à? Hả? Chồng con có bồ rồi mẹ ạ. Đến tôi cũng muốn bỏ nhà đi. Nếu cô làm cho thằng Lâm bỏ vợ bỏ con thì tôi và vợ nó sẽ thưởng nóng cho cô 200 triệu. Sao? Con xin mẹ đấy. Con không thể sống với cô ta được nữa đâu. Người đâu mà sồ sề, lôi thôi, mặt cũng xấu xí đến phát tẩm được. Thôi anh im đi. Nếu anh mà còn như thế thì đừng vác mặt về cái nhà này nữa nhá. Con mới trả cái. Suốt ngày cắm mặt xuống đất mãi thì không thấy chán à? Hả? Bây giờ con trai tôi đường đường là giám đốc của công ty lớn, chị định làm mất mặt đó à? Dạ con. Con mẹ mẹ cái gì? Chị nhìn chị xem, chồng có chán đời không? Mặt mũi thì nhem nhuốc bẩn thỉu, chồng tướng thì bẩn hàn, đến tôi nhìn tôi phát chán. Nhà tôi thì thiếu tiền để cho chị tiêu à? Hả? Mà để chị để mặt bộ dạng như thế? Dạ không ạ, tại vì con muốn tiết kiệm tiền để sau này con cái con đỡ khổ mẹ ạ. Bực tụi mình. Này, mới sáng ra sao chị ầm ĩ lên thế hả? Không để cho ai ngủ à? Mẹ ơi, chồng con có bồ rồi mẹ ạ. Con bắt gặp họ đi nhà nghỉ. Đã thế, cô ta còn chụp ảnh nóng gửi cho con nữa. Sao mà giống khổ thế hả mẹ? Chị cứ ngồi đây khóc như thế, có giải quyết được vấn đề gì không? Mà tôi nói thật nhé, nhìn chị suốt ngày như này, đến tôi cũng muốn bỏ nhà đi. Này, đây, mặc đồ đẹp này vào. Đây là tôi đặt theo số đo của chị rồi đấy. À đây, còn đây nữa. Cầm cái thẻ ATM này đi, trong này có hơn 100 triệu đấy. Ngày hôm nay chị đi làm đẹp, mua trang sức và quần áo đẹp thêm nữa đi nhá. Hôm nay từ giờ đến chiều mà không tiêu hết số tiền này thì đừng có mà về. Mẹ ơi, số tiền này lớn quá, con không làm tiêu đâu. Chồng con làm ra bao lâu mới được số tiền thế này mà mẹ? Không tiêu đâu. Này, chị tiếc à? Chị tiếc thì để tiền để nó đem cho gái hết à? Nó đem cho gái rồi nó phải bỏ vợ bỏ con, thế lúc ý chị ngồi chị tiếc có giải quyết được vấn đề gì không? Bà không đi thay quần áo nhanh lên. À đây, đây, còn bộ sản phẩm này nữa, chị lấy dùng đi. Đây là bộ sản phẩm chăm sóc da đẹp nổi tiếng ấy và uy tín của tập đoàn Kohler đấy nhá. Đây, tôi tìm hiểu mãi mới mua được đấy. Đây là viên uống đẹp da tảo sâm, có công dụng vừa làm đẹp da, mờ nám, mờ tàn nhang nhờ các tinh chất thảo dược quý hiếm như tảo xoắn spirulina, tảo lục chlorella, glutamine kết hợp với tinh chất cần tây và sâm tố nữ collagen. Mỗi ngày chị dùng 2 viên. Đây, kết hợp đây với kem chống nắng Rich Skin Sun Cream, vừa có tác dụng làm trắng da, mờ nám, mờ tàn nhang. Đây, vừa chống nắng, chống lại tác hại của tia UV, vừa giữ ẩm, tăng độ đàn hồi của da, làm sáng da, hết thâm nám sạm. Còn cái này nữa, buổi đêm ý, chị dùng kem dưỡng da ban đêm Rich Skin Night Cream chị nám này này để tăng thêm hiệu quả. Đấy, chị dùng luôn đi, nhanh lên. Con cảm ơn mẹ, thực sự đây đúng là những thứ mà con đang cần đó. Chứ lại không à? Thôi, chị lấy ra dùng đi nhá.
dùng, con hiểu chưa? Xinh đẹp này để xem nó còn chán còn chê nữa không? Thôi đi vào thay quần áo đi, nhanh lên, rồi đi làm đẹp. Cảm ơn mẹ ạ. Con mới chả cài. Mục đích cô quen thằng Lâm nhà tôi là có ý như thế nào? Dạ thưa bác, cháu yêu anh Lâm là thật lòng ạ. Chỉ cần được bên anh ấy, cháu không cần gì hơn. Vậy thì tốt quá. Hôm nay tôi đến đây để gặp cô cũng là nói thật cho cô biết về thằng Lâm. Thằng Lâm nhà tôi trông thế thôi nhưng thực ra nó chả có gì trong tay đâu. Ngay đến chức giám đốc của nó ấy, cũng là do bố vợ nó cho thôi. Chưa kể toàn bộ tài sản với cả cái xe hơi nó đang đi ấy, đứng tên vợ nó hết. Bác ạ, bác không cần phải nói như thế để chia rẽ tình cảm của chúng cháu đâu. Và cháu cũng không ngu để dễ bị bác mắc lừa như thế đâu ạ. Tôi nói thật nhá, cô mới quen nó được vài tháng thôi. Còn tôi đẻ ra nó, tôi sống với nó mấy chục năm rồi. Thằng Lâm trông thế thôi nhưng thực ra nó là thằng vũ phu lắm, chuyên đánh đập phụ nữ. Vợ nó cũng đâm đơn bao nhiêu lần rồi để ly hôn nhưng mà nó có ký đâu. Thứ nhất là nó sợ mang tiếng với mọi người là hành hạ vợ nó nên nó cố tình giam hãm vợ nó. Chưa kể nó sợ khi ly hôn rồi thì bố vợ nó tước hết từ chức tước đến nhà cửa xe cộ. Nên tôi có đề nghị này với cô: nếu cô làm cho thằng Lâm bỏ vợ bỏ con thì tôi và vợ nó sẽ thưởng nóng cho cô 200 triệu coi như là tiền cảm ơn cô. Bác nói thế ý là sao ạ? Thì coi như là tiền đền bù thiệt hại cho cô chịu đựng thay vợ thằng Lâm với những trận đòn thừa sống thiếu chết sau này. Trước đây vợ thằng Lâm đề cập chuyện này với mấy cô bồ cũ của thằng Lâm nhưng mà mọi người ăn đòn nhiều quá nên là 200 triệu họ cũng bỏ của chạy lấy người, chả ai dám nhận. Nếu mà cô có thể thuyết phục được chồng tôi ký vào đơn ly hôn thì số tiền này sẽ thuộc về cô đấy. Cái Hồng Anh con dâu của tôi là người ngoan ngoãn, nết na, xinh đẹp, lại có điều kiện nữa. Nhưng nó phải bỏ thằng Lâm ý, thì nó mới có tương lai được. Cô nhận lời đồng ý nhá. 200 triệu này tôi sẽ nhận để anh ta ký vào đơn ly hôn. Còn sau đấy tôi sẽ chia tay anh ta. Chứ các người nghĩ sao? Một người khố rách áo ôm, đã thế là còn vũ phu lăng nhăng đánh vợ con như thế, làm sao mà tôi có thể ở được cả đời. Đấy, mày nghe rõ chưa? Mày sáng mắt ra chưa Lâm? Mày nghe thấy bộ mặt thật của cô ta chưa? Nhân tiện tôi nói cho cô biết, vừa rồi tôi đã bấm điện thoại gọi cho thằng Lâm và để cho nó nghe toàn bộ câu chuyện của tôi với cô từ nãy đến giờ. Tôi nói thật với cô ấy, cái Hồng Anh là con dâu duy nhất và mãi mãi của tôi thôi. Còn các con hồ ly khác ấy, không có cửa vào đây đâu. Chim sẻ mà đòi đấu với Phượng Hoàng à? Mau cút đi! Cút! Các người nhớ mất tôi đấy. Ngồi xuống đi con. Con cảm ơn mẹ ạ. Có gì mà phải cảm ơn. Con thấy chưa, phụ nữ ý là phải tự tin, giữ gìn hạnh phúc gia đình của mình, con hiểu chưa? Từ giờ không phải tiết kiệm gì hết. Tiền thằng Lâm nó làm ra ấy, con cứ tiêu xài hết cho mẹ vào việc làm đẹp, nhớ chưa? Con mà làm đẹp rồi thì làm sao nó còn chán còn chê con được, đúng không nào? Dạ. Con cảm ơn mẹ. Tất cả cũng nhờ mẹ tặng cho con bộ sản phẩm tảo sâm, kem chống nắng Rich Skin và kem trị nám ban đêm của cô Hino thì con mới được như ngày hôm nay mẹ ạ. Con cứ yên tâm đi. Ngày nào còn mẹ ở đây thì không được bất kỳ ai bắt nạt con được nhá. Dạ.
Điều kỳ diệu mang tên.